Nhận định, dự đoán Hà Nội với Sanna Khánh Hòa 19 giờ ngày 13 tháng 7. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có cơ hội lớn để đảm bảo ngôi đầu bảng xếp hạng khi tiếp đón Sanna Khánh Hòa. Đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng của V-League 2019. Cập nhật đội hình thi đấu, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Hà Nội đối đầu Khánh Hòa là trận đấu muộn nhất vòng 15 V-League. Kết thúc vòng 14, nhà đương kim vô địch đã đòi lại được ngôi đầu từ tay thành phố Hồ Chí Minh sau chiến thắng trên sân của Hải Phòng. Tuy nhiên, trong trận đấu sớm vòng 15, thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng quan trọng trước Bình Dương với tỷ số 2-0 để tạm thời vươn lên ngôi đầu với 30 điểm, nhiều hơn Hà Nội khoảng cách 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm buộc phải có chiến thắng ở trận đấu tối nay nếu như muốn đòi lại vị trí số 1 của mình. Đây được xem là nhiệm vụ không quá khó khăn với đội chủ sân hàng đấy, bởi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn, có lợi thế sân bãi và phong độ ấn tượng hơn. Trái ngược với Hà Nội, Khánh Hòa ở mùa giải năm nay đang lâm vào tình trạng vô cùng bi đát và tiến gần hơn tới tấm vé xuống hạng ở mùa giải tới. Các cầu thủ khách lúc này mới có 9 điểm sau 14 lượt trận, kém nhóm an toàn khoảng cách 6 điểm. Đây là cách biệt không quá lớn, nhưng với đội bóng phố biển lúc này nó như ngọn núi khó vượt qua. 3 trận gần nhất Khánh Hòa toàn thua tại V-League. Tính xa hơn, đội khách chỉ thắng 1 trên 13 trận gần đây. Nếu tính thành tích sân khách, ngoài chiến thắng ở vòng đầu trước Nam Định, Khánh Hòa không biết đến mùi chiến thắng ở năm làm khách gần đây với 3 thất bại và 2 trận hòa. Trước một Hà Nội toàn thắng 8 trận gần đây ở hàng đấy, cơ hội có điểm của Khánh Hòa gần như bằng không. Chọn Hà Nội cả trận dự đoán 3-0 cho Hà Nội.